Xin chào các bạn, mình là Duy Hưng và đây là video clip đầu tiên mình sẽ nói về những yếu tố và những trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh. Thì nhắc đến ngữ pháp thì chúng ta sẽ không nhắc tới một yếu tố rất là quan trọng, đó chính là tenses hay gọi là các thì. Thì các bạn thấy là có rất 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 nhiều thì, hình như là hai mươi mấy thì mình không nhớ rõ, nhưng mà có khá nhiều thì. Và nếu mà học một cách giống như mỗi thì này bạn có công thức này này nọ thì nó sẽ rất là thiếu khoa học, cho nên mình sẽ tìm một cách tóm gọn lại và cách phân loại nó để học nhanh nhất. Thì mình học được cái bảng này từ một người thầy dạy mình ở cấp 2, và mình sẽ ghé các bạn ngay này, bỏ qua bên. Thì đây là cái ô này, mình sẽ gọi nó ô thời gian, còn cái ô này mình sẽ gọi nó là ô form. Mình chả biết nói tiếng Việt. Dạng, dạng, đúng rồi, dạng. Thì thời gian, như bạn thấy là mình sẽ kẻ bạn các cột mốc, đây là thời gian và chúng ta sẽ gọi đây là hiện tại, tức là ngay cái thời điểm mà chúng ta đang nói là chỉ hiện tại. Thì nếu có hiện tại sẽ có quá khứ và tương lai. Và chúng ta sẽ bê những cái đống này nè vào cái ô này, ô thời gian. Vậy mà sẽ có ba cái mình dùng tiếng Anh đi ha, cho nó gần gũi. Thứ nhất, hiện tại là present, còn quá khứ là past, tương lai là future. Khoan, mình sẽ tìm cách để che cái này lại. Thì bạn thấy là chúng ta sẽ có ba loại thời gian, đó chính là present, hiện tại, past, quá khứ, future, tương lai. Và chúng ta cũng có bốn dạng. Thứ nhất, rồi để mình kể ra. Thứ nhất đó chính là dạng đơn giản, hay mình gọi là simple. Dạng thứ hai đó chính là dạng tiếp diễn, continuous. Nếu mình không biết dùng từ continuous nữa, dùng thêm một từ khác là progressive. Thì xin dưới đây. Và dạng thứ ba chính là perfect. Và dạng cuối cùng chính là perfect continuous, tức là kết hợp giữa hai cái này. Thì đó, như các bạn thấy là nếu mà mình kết hợp một cái thời gian ở đây, một cái dạng ở đây, thì mình sẽ có một cái thì. Vậy nó sẽ có, thứ nhất nó chính là thì, thứ nhất nó sẽ có thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Và bây giờ mình sẽ nói với các bạn một số đôi điều về cái dạng, bởi cái thời gian thì nó cũng khá rõ ràng những cái dạng, làm sao để mình phân biệt được nó. Thì như tên gọi, cái từ simple tức là thì đơn giản, nó hoàn toàn không có thêm mắm thêm muối gì hết, nó chỉ như vậy thôi. Thì simple gồm có ba thể. Thứ nhất đó chính là thể bare verb, tức là không có gì luôn. Tiếp theo thể v2ed hoặc v3ed. Thì mấy cái này là cái gì và mình không nói đâu, mình có thể học nó ở cái bảng, nói chung trang mạng nó ra liền rồi. Còn tiếp theo á là cái này là cái hiện tại tiếp diễn, nó chỉ về hành động đang xảy ra luôn, tức là sao,
chúng ta có công thức là be verb in, ta công thức chung của nó, và perfect tức là chỉ là nghĩa là trong tiếng Anh có nghĩa là hoàn thành, thì tức là chỉ về một cái gì đó đã làm xong rồi. Thì công thức chung của nó chính là had hoặc là has V3ED. Cái perfect continuous thật ra nó khá giống cái này, nhưng mà cái này là nó nhấn mạnh về tính liên tục của hành động, còn cái này là nhấn mạnh về kết quả của hành động. Tí nữa mình sẽ nói sau. Thì cái công thức này là has been verb verb in. Thì đó là cái dạng của bốn cái thì bốn cái này. Thì bây giờ mình ghép cái thời gian sau. Thì đây cái verb này là tượng trưng cho hiện tại đơn, cái verb 2 ed tượng trưng cho quá khứ đơn, còn cái verb 3 ed á, ủa sao lại có cái v 3 ed ấy, chết cha mình nhầm rồi. Thì mình sẽ sửa lại, không phải là verb 3 ed nha, mà là cái will verb, đó chính là đại diện cho tương lai. Tức là có chữ will là tương lai nè, có v 2 ed là nói về quá khứ nè, còn có verb á thì là hiện tại. Thì bây giờ mình ghép sau, ví dụ nha, mình có cái gọi là, ví dụ quá khứ tiếp diễn đi, quá khứ tiếp diễn tức là sao, tức là nó là sự kết hợp với hai yếu tố, đó chính là verb 2 ed và yếu tố thứ hai là be verb in, đúng không? Quá khứ nè, tiếp diễn đây nè. Thì bây giờ làm sao mình kết hợp lại hai yếu tố ra một cái, thì mình chia cái này là verb 2 đi, chia be cái đứng đầu theo cái verb 2 đi, thì mình sẽ có là was hoặc were, rồi ghi lại chữ verb in thôi. Đó là cách mình tạo thì quá khứ tiếp diễn. Hoặc là nếu bạn thích quá khứ tiếp diễn thì mình sẽ nói về tương lai hoàn thành. Bây giờ tương lai hoàn thành nó sự kết hợp với hai yếu tố là will verb, đây will verb đây cộng nhau hoàn thành là have v 3 ed. Thì các bạn thấy là cái will verb này nè, nó không có tác dụng, nó không có thay đổi được cái gì ở đây hết. Mà nếu mình không thay đổi được thì mình chỉ đơn giản là hòa nhập lại, mình sẽ có will have V3ED là công thức của thì tương lai hoàn thành. Giờ mình sẽ nói thì, giả dụ mình có thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, thì nó là sự kết hợp giữa hai yếu tố will verb cộng cho have been verb in. Cái will ở đây thì nó không có tác dụng thay thế được, nó chỉ hòa hợp vậy thôi, giống như cái này. Thì ta sẽ có công thức, đó chính là will have been verb in. Thì như vậy các bạn đã hiểu được cái cách mà cái thì tiếng Anh được tạo thành. Các bạn chỉ cần nhớ là hiện tại là verb, quá khứ là verb 2 ed, tương lai là will verb, và bạn nhớ cái dạng là be verb in dành cho tiếp diễn, have verb ed dành cho hoàn thành, và have been verb in dành cho hoàn thành tiếp diễn. Thì khi mà mình nhớ được cái mấu chốt đó thì mình chỉ cần kết hợp lại là mình sẽ ra đủ các thì. Thì coi như đây là sự kết thúc của bài giảng hôm nay, và tiếp tục bài giảng sau mình sẽ nói về cách sử dụng của mấy thì này một cách rõ ràng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.